bối rối khi gặp bóng còng cao cuối sân, lúng túng xử lý các tình huống bóng còng cao cuối sân. À, và chúng ta quyết định là đè bóng còng cao cuối sân. Vâng, và như vậy là đây là những cái vấn đề mà anh chị thường xuyên gặp phải khi chúng ta phải gặp những cái tình huống có đối thủ đánh bóng còng cao cuối sân, chúng ta không biết phải xử lý như thế nào. Thì ngày hôm nay, trong chủ đề ngày hôm nay thì Mạnh Seven sẽ chia sẻ cho mọi người các cái bước để chúng ta, các cái cách để chúng ta có thể xử lý bóng còng cao cuối sân một cách hiệu quả và mang lại cho mọi người sự thoải mái tốt nhất. Vâng, và trong video này thì Mạnh cũng sẽ phân tích cho mọi người hai vấn đề, đó chính là các cái lỗi chúng ta thường gặp, và ở phần 2 thì Mạnh sẽ nói về cách khắc phục cho các cái lỗi này. Và đầu tiên, cái lỗi mà Mạnh muốn nói với chia sẻ với mọi người đó chính là cái việc mà chúng ta khi mà gặp một đường bóng còng cao cuối sân thì chúng ta không di chuyển mà chúng ta đứng im tại chỗ. À, việc như này thì có thể gây ra những cái vấn đề như là bóng nó cao quá và chúng ta đứng im luôn, bóng nó chạm đất nảy lên cao quá chúng ta đứng im luôn, không có động thái lùi hoặc tới ấy. Thì như vậy chúng ta sẽ không chọn được điểm đánh tốt nhất. Ok, và cái lỗi thứ hai đó chính là lỗi gồng cứng. Khi mà gặp tình huống đó chúng ta bối rối, chúng ta hơi lúng túng nên chúng ta cố gồng lên để cố giữ bóng. Như vậy thì làm các nhóm cơ của chúng ta sẽ bị co lại, cứng lại và chúng ta không thể nào xử lý mềm mại được. Rồi, cái lỗi thứ ba đó là chúng ta bị co tay. Có nghĩa là tay chúng ta khi mà chúng ta đánh chúng ta để gần người quá, cái nách chúng ta khép quá. Và như vậy thì sao ạ? Đánh như này rất là khó đánh. Đối với bóng cao là chúng ta co tay rất là khó đánh mà chúng ta phải xuôi tay ra. À, và cái lỗi thứ tư đó là gì ạ? Lỗi thứ tư là cái lỗi mà chúng ta nghĩ là phải đè cho bóng xuống. Có nghĩa là chúng ta trong đầu chúng ta mặc định là thấy bóng cao là chúng ta nghĩ phải đè xuống, phải đánh cho bóng cắm xuống. À, như vậy thì làm sao ạ? Thường thì bóng sẽ đâm vào lưới hoặc là ra ngoài, mà vào lưới thì nhiều hơn. Bởi vì chúng ta nghĩ là đè nên vợt chúng ta hơi úp. Úp thì chúng ta sẽ đánh cho bóng, bóng sẽ có xu hướng cắm xuống. Và đây chúng ta đứng ở vị trí cuối sân nên chắc chắn bóng rất là khó qua lưới. Đó là bốn cái lỗi mà anh chị thường xuyên gặp phải. Thì bây giờ Mạnh sẽ chia sẻ cho mọi người các cái bước, các cái cách để chúng ta có thể khắc phục bốn lỗi trên. À, đầu tiên sẽ là cái lỗi về cái việc mà chúng ta đánh bóng mà chúng ta không di chuyển. À, thì chúng ta phải hiểu về tính chất đường bóng. Khi mà chúng ta thấy một đường bóng còng cao về cuối sân thì nó có hai dạng bóng. Một là dạng bóng đối thủ đánh lip qua, lip cho bóng qua, thì bóng này nó sẽ có xu hướng chạm đất, nó sẽ nảy rất nhanh và nảy rất là cao. Đối với cái dạng bóng còng cao mà nảy nhanh này thì chúng ta sẽ phải nhận định là nếu như khi mà chúng ta nhìn được một đường bóng thì nó có hai quãng. Quãng thứ nhất là đối thủ rời mặt vợt đối thủ bay qua như này. Quãng thứ hai là chạm đất và nảy lên. Đó là hai quãng bóng. Thì cái quãng thứ nhất này, cái quãng thứ nhất nó cao như này thì quãng thứ hai thường là nó sẽ bằng hoặc là thấp hơn quãng thứ nhất. Chính vì vậy nên chúng ta nhìn cái quãng thứ nhất là từ lúc mặt vợt, bóng rời mặt vợt đối thủ qua phần sân của chúng ta là chúng ta đã nhận định được độ nảy cao lên tầm nào rồi. Thì nếu như mà gặp một tình huống bóng là đối thủ lip qua như vậy, lip cho bóng qua gần như gần trước mặt chúng ta và chúng ta nhận định là bóng đó là bóng còng, bóng nảy nhanh, thì chúng ta phải chọn cách xử lý là bước chân vào để đánh, chứ chúng ta không đứng đợi. Tại vì đợi, nếu như mà đợi mà bóng nó cao quá mà nó vọt qua tầm đầu của chúng ta như này thì chúng ta đánh như này sẽ rất là khó đánh. Thường thì điểm tốt nhất sẽ ở phần hông của chúng ta, và cao hơn thì bằng vai hoặc là ngang vai là được rồi. Là như này chúng ta dễ đánh. Còn nếu như mà chúng ta để cao quá như này thì thực sự rất là khó đánh. Thì khi mà gặp những tình huống đó thì mọi người phải có động thái là di chuyển vào. Di chuyển vào, bóng nó vừa nảy lên vừa tầm đấy là chúng ta đánh luôn. À, với những đường bóng ấy chúng ta không cần phải ra lực nhiều, chủ yếu là chúng ta giữ bóng đều qua lại. Nếu như kỹ thuật tốt thì chúng ta mới có thể tấn công được. Ok, đó là cách xử lý khi mà chúng ta gặp một đường bóng đối thủ lip qua. Còn trường hợp thứ hai là đối thủ cũng là đánh bóng cao nhưng mà tính chất đường bóng đấy là bóng dạng như là họ kê qua thôi. Thì đối với bóng kê thì nó không có áp phê, có nghĩa là không có độ xoáy nhiều. Thì chúng ta sẽ thấy là bóng nó sẽ bay cao thì là cao nhưng mà nó tưng lên, nó sẽ tưng rất là nhẹ và rất là chậm. À, thì đối với cái tính chất đường bóng này chúng ta mà ôm vào chúng ta lại khó đánh. Thì nên chúng ta gặp trường hợp này thì chúng ta nên lùi lại để cho, tại vì bóng nó không nảy quá xa nên chúng ta nó vẫn ở trong phạm vi là gần vạch cuối sân. Chính vì vậy chúng ta nên lùi lại để chúng ta đánh có thể có nhiều thời gian hơn, chúng ta xử lý kỹ hơn và xử lý được tốt hơn. Đó là hai cái tính chất đường bóng khác nhau thì chúng ta sẽ chọn hai cái phương án xử lý khác nhau. Rồi, cái trường hợp thứ hai là bị gồng cứng. Gồng cứng thì chúng ta, cái cách xử lý của chúng ta vẫn là phải múa vợt nhiều và thả lỏng cái đầu vợt ra. Mọi người cứ thả lỏng, múa vợt thật nhiều và thả lỏng cái đầu vợt ra để múa. Và chúng ta nhớ là khi mà tập múa này chúng ta phải giơ cao cánh tay của chúng ta lên cho chúng ta quen cái thao tác thì nó mới lỏng ra được. Ok, chứ chúng ta mà không có quen thì chúng ta làm không cách gì mà lỏng được hết. Và vấn đề thứ ba là gì ạ? Chúng ta đánh chúng ta bị co tay quá nhiều, có nghĩa là rất nhiều anh chị chúng ta thường thì bóng thấp thì chúng ta đánh không cần phải duỗi tay nhiều quá, nhưng mà đối với bóng cao, để xử lý được bóng cao thì chúng ta phải mở được nách của chúng ta ra, mở được cái nách và cái cánh tay của chúng ta phải hơi xuôi ra,
chúng ta không phải là duỗi thẳng như thế này, không gồng cứng và duỗi thẳng như này, nhưng mà chúng ta phải xuôi ra. Ok, phải xuôi ra để cho cái tay của chúng ta có cái biên độ rộng hơn thì chúng ta mới xử lý được những cái tầng bóng trên cao. Ok, mọi người lưu ý chỗ này ha. Và thứ hai nữa là gì? Đối với bóng cao như vậy thì khi mà chúng ta đánh cuối sân, mọi người hạn chế đánh bộ đóng, có nghĩa là bước chân lên để đánh. Bước chân lên thì nó sẽ làm cho cái tay chúng ta vung nó không thoải mái bằng bộ mở. Bộ mở chúng ta đứng có nghĩa là trụ chân bằng chân phải luôn và chúng ta đánh trên cao luôn. Thì như vậy thì góc đánh của chúng ta sẽ rộng hơn và việc cánh tay của chúng ta đi nó sẽ dễ hơn và dễ phát lực hơn rất là nhiều. Đó là đối với bóng cao nhé mọi người. Ok, đó là ba cái lỗi. Còn cái lỗi thứ tư là gì ạ? Lỗi thứ tư là cái cách làm sao để chúng ta bỏ cái suy nghĩ trong đầu mình là phải đè bóng. Bởi vì đè là gì? Đè là vỗ thẳng. Trong đầu mọi người nghĩ là đè là vỗ thẳng cho bóng xuống. Thì khi mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta toàn ép cho bóng xuống không ạ? Mà đối với vị trí cuối sân mà chúng ta thấy nó cao như vậy, chúng ta ép thôi, nhưng mà ép như vậy nó không thể nào qua lưới được. À, và mọi người lưu ý rằng để mà đánh cho bóng cuối sân như vậy, chúng ta vẫn kể cả đè bóng gần lưới đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải đặt áp phê vào. Có nghĩa là trước khi gặp bóng, cái đầu vợt chúng ta vẫn phải thấp hơn bóng. Sau đó chạm bóng bắt đầu chúng ta lấy từ dưới lên, sau đó mới ép cho bóng xuống. Thì bóng nó có độ cắm và có cái độ cuộn của nó. Thì như vậy bóng nó mới an toàn được. Còn nếu không là chắc chắn bóng sẽ hư. Ok, và bây giờ thì Mạnh sẽ làm thực hiện một số cái thao tác đánh cuối sân và chỉ cho mọi người các cái bước để chúng ta thực hiện nó như thế nào để chúng ta sở hữu được một cú đánh bóng xử lý cuối sân tốt nhất. Rồi bây giờ Mạnh sẽ thực hiện 3 lần. Rồi, cao hơn nữa đi em, cao hơn nữa đi. Ok, đây. Ok, thì mọi người sẽ để ý kỹ, coi kỹ thì mọi người sẽ thấy là trước khi vào bóng thì Mạnh sẽ mở vợt trước, mở vợt cao và giơ cái cánh tay của chúng ta rộng ra. Đầu vợt chúng ta vẫn để trên cao nhé mọi người. Nhưng mà khi Mạnh bắt đầu tiếp bóng thì cái đầu vợt chuẩn bị tiếp bóng thì Mạnh sẽ hạ đầu vợt xuống. Sau đó Mạnh vẫn phải lấy cho bóng, líp cho bóng từ dưới lên, có nghĩa là vuốt cho bóng từ dưới lên. À, vuốt từ dưới lên, sau đó bắt đầu Mạnh mới cúp cái đầu vợt mà kết thúc qua bên vai trái của chúng ta, bên tay trái của chúng ta. Khi mà mọi người lưu ý là chúng ta kết thúc vợt có hai kiểu là kết thúc trên vai và kết thúc qua vai. Thì đối với bóng cao thì chúng ta muốn thoải mái, muốn dễ đánh thì chúng ta nên kết thúc qua vai. Bởi vì khi mà đánh bóng cao chúng ta kết thúc lên vai như vậy rất là yếu lực, thứ hai là rất là khó đánh. Chính vì vậy nó mà khuyên mọi người nên kết thúc qua vai. Ok, thứ hai nữa là gì? Trước khi gặp bóng chúng ta nhớ là đầu vợt lúc nào cũng phải thấp hơn bóng để chúng ta lấy áp phê bóng lên, sau đó mới cúp cái đầu vợt qua. Như vậy thì chúng ta mới có thể là tạo độ xoáy cho đường bóng được. Và bây giờ thì Mạnh sẽ thực hiện lại một số cái tình huống Mạnh đánh bóng để cho mọi người có thể thấy nhìn rõ hơn. Và mọi người lưu ý là ở giai đoạn mới tập chúng ta đừng quan trọng về lực. Chúng ta đừng nghĩ là phải đánh cho bóng nó mạnh, cho nó cắm sâu xuống dưới sân bên kia. Mà chúng ta chỉ cần làm cho động tác của chúng ta nhuần nhuyễn, làm sao cho chúng ta phát sinh được cái cảm giác với bóng. Sau đó nhuần nhuyễn rồi chúng ta mới tính đến việc gia tăng cái vận tốc vào cho bóng và làm cho trái bóng nó thấp xuống. Còn ban đầu chúng ta sẽ giật cao bóng lên, cho cao lên và có thể cho ra ngoài sân luôn cũng được. Chúng ta không quan trọng nó phải vào sân hay ra ngoài sân, chủ yếu là làm sao cho tay chúng ta vung thoải mái nhé mọi người. Ok, và bây giờ thì Mạnh sẽ thực hiện một số động tác. Đây, độ cao này. Đó, cao thì chúng ta bước và chúng ta đánh này. Ngay tầm, thường là Mạnh sẽ chọn ví dụ tầm vai này. Ok, đó mọi người thấy này, tay của Mạnh mở ra sẵn này, để đầu vợt cao như trước khi gặp này. Đáo đầu hạ đầu vợt xuống lấy lên. Ok, tay này, hạ này, lấy lên. Đây là Mạnh thao tác chậm thì nhìn nó hơi cứng à. Bây giờ Mạnh sẽ làm nhanh hơn này. Ok, rồi, nhanh hơn này. Cao này, hạ lỏng này. Ok, đó, cái bóng này thì Mạnh đánh là qua bên kia là Mạnh đánh cao, khá là cao, để cho nó vòng xuống hẳn cuối sân luôn. Làm sao cho trái bóng nó đi thoải mái, làm sao cho tay chúng ta kết thúc một cách thoải mái. Rồi, thoải mái luôn. Ok, khi mà chúng ta làm nhuần nhuyễn như vậy, bóng cong cao thoải mái rồi, tay chúng ta vung thoải mái rồi, thì lúc đó cảm giác của chúng ta sẽ có. Và bắt đầu chúng ta, động tác chúng ta nhuần nhuyễn, hệ cơ chúng ta phát triển tốt, thì lúc đó chúng ta mới tập đến lực. Mọi người để ý cái này ha. Và khi mà đánh, tại sao Mạnh khuyên mọi người là nên có thể đánh thoải mái cho nó ra ngoài sân luôn cũng được. Bởi vì sao ạ? Khi mà chúng ta tâm lý chúng ta thoải mái, đánh ra ngoài sân luôn cũng được ấy. Thoải mái ở đây không phải là đánh mạnh nha mọi người, đánh cho thoải mái tay thôi. Thì cái tay của chúng ta sẽ vung hết đi, và nhờ đó động tác của chúng ta sẽ trở nên lỏng, nó không bị gồng. Và nếu như mọi người cố gò, mới tập mà chúng ta cố gò cho bóng nó vào sân quá kỹ về cái kỹ thuật thì chúng ta sẽ bị cứng. Và thường khi mà chúng ta tập ấy, mà đã cứng rồi thì chắc chắn khi mà chúng ta đánh thực tế vào trận đấu thì chúng ta sẽ bị nhát tay và đánh không thoải mái nữa. Còn đối với Mạnh là Mạnh khuyên mọi người là cứ đánh thoải mái tay đi, không có dùng sức, không có đánh mạnh quá, không có đánh nhanh quá, nhưng mà tay cứ thoải mái ra, còn bóng đi đâu kệ nó. Ok, chúng ta từ từ chúng ta sẽ điều chỉnh sau. Ok, và khi mà chúng ta qua được giai đoạn đầu rồi, bây giờ Mạnh sẽ thực hiện một số cái tình huống đánh bóng để cho bóng cho nó đi xuống sâu phần sân bên kia và bóng nó hơi chìm xuống. Ok, mọi người quan sát ạ.
Đây. Đó, lúc này thì chúng ta sẽ tăng tốc cái đầu vợt của chúng ta vào. Tăng tốc đầu vợt vào và hơi cúp cái đầu vợt chúng ta xuống. Chạm bóng chúng ta sẽ hơi cúp đầu vợt xuống. Ê, sorry. Rồi, mọi người quan sát này, thả lỏng này. Ok, thì cái đường bóng này bắt đầu, cái xu hướng bóng này bắt đầu nó đi xuống thấp hơn so với bóng hồi nãy rồi. Chạm bóng này, ôm vai, xoay cái vai vào. Ok, thả lỏng đầu vợt ra và xoay vai vào. Ok, như vậy là bóng của chúng ta, quỹ đạo bóng đã thấp hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Thì đó là các cái bước để chúng ta có thể xử lý bóng tầm cao cuối sân. Và tất nhiên là để mà tập được thì chúng ta luôn luôn cần một người bạn tập cùng của chúng ta thảy bóng cho chúng ta làm nhiều lần. Bởi vì sao ạ? Nếu mà chúng ta chỉ nắm lý thuyết thôi, xong đó chúng ta vào trận đấu, chúng ta áp dụng thì thực sự giờ rất là khó. Bởi vì sao? Để một động tác nó hình thành thì chúng ta cần nhiều thời gian cho động tác nó nhuần nhuyễn, cho cái hệ cơ phát triển và cho chúng ta có cảm giác với bóng. Thì chúng ta phải thực hiện nhiều lần như vậy chúng ta mới thực sự có được động tác đó. Và với những chia sẻ này thì Mạnh cũng mong rằng mọi người sẽ có thể áp dụng được và tập ngày càng tiến bộ để chúng ta có những cuộc vui tốt hơn. Và nếu như yêu quý Mạnh, nếu như mọi người quan tâm về những cái chủ đề khác liên quan đến tennis thì hãy subscribe kênh giúp Mạnh và comment bên dưới những chủ đề mà mọi người quan tâm muốn khắc phục, thì Mạnh sẽ có dành thời gian để Mạnh chia sẻ thêm cho mọi người nhiều chủ đề hơn nữa để chúng ta cùng nhau phát triển và cùng nhau đưa cái phong trào tennis của Việt Nam chúng ta đi lên. Và mọi người nếu như mà thấy video này hay thì có thể là share lên Facebook hoặc là share cho bạn bè cùng coi để ủng hộ Mạnh ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng.